tiếp tục khám phá, cố gắng mong manh Chúa. Nằm mà trốn trong góc đây nha anh em. Cái này rắn kín quá mình nhìn thấy được. Bên trong mà nó là thay da hay là nó thức ăn của nó gì cũng biết ha. Khung cảnh ở đây rất là đẹp. Cuối tuần là anh em phụ huynh dẫn con cái đi chơi rất là đông, đi tham quan rất là đông. Cô đây phong cảnh rất là đẹp nha. Đi xíu lạc vợ với bạn nè. Chỗ này cuối tuần đi đông, giá vé đông rất là bình thường nè. Xin mình kết thúc clip tại đây nha anh em. Cảm ơn các anh em đã xem mắt clip mình. Nếu hay hãy like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.